mình có con cháu tập cho con cháu mình ăn chay quý vị đừng bao giờ nói rằng ăn chay không đủ chất dinh dưỡng đứa bé nào mà ăn chay là đứa bé đó nó có thiện duyên phước báo lớn vô cùng mà mình tập cho con cháu mình nó ăn chay nó biết phóng sanh là mình đang trưởng dưỡng cái lòng từ cho con cháu của mình đây là một nghĩa cử quan trọng mà ông bà cha mẹ lót cho con cháu thành tựu cuộc đời của con cháu. Những đức nói mạnh dạng một câu, một đứa bé mà từ khi còn nhỏ mà có lòng từ đối với tất cả những loài động vật, không tùy tiện giết bất cứ một con vật nào. Và khi thấy một con vật nào nó bị chết như con gùi, con mũi, con kiến hay là con gián, con chuồn chuồn hay là con vật nhỏ nào mình thấy nó chết mình đào lỗ mình chôn nó mỗi một bé nhỏ nào mà từ khi còn nhỏ mà lót được cái tâm này thiện như vậy những đức nói cho quý vị biết đứa con đứa cháu này khi lớn lên không bao giờ bất hiếu với chúng ta chắc chắn không bao giờ bất hiếu với chúng ta nên cái quyển sách giới sát phóng sanh này mỗi buổi những đức học những đức sẽ đọc dài câu chuyện của người xưa cái tâm từ của họ quý vị nên theo dõi và quý vị nên chia sẻ những buổi học tập này cho nhiều người cùng nghe để người ta phát tâm ăn chay vì sao vì chúng ta muốn cho cái xã hội đất nước của chúng ta và toàn thế giới phải hóa giải được cái kiếp nạn chiến tranh tàn sát lẫn nhau cái nghiệp chiến tranh tàn sát là ngay cái nghiệp gì? Sát sanh Và những người mang nghiệp phá thai Bây giờ cũng biết phóng sanh, biết ăn chay Mình không hiểu mình đã từng mang nghiệp phá thai là giết người Bây giờ mình biết ăn chay phóng sanh, biết niệm Phật Như vậy thì là biết sám hối Tội từ tâm khở đem tâm sám Tâm đã diệt rồi tội thành không Tâm diệt tội quên cả hay không Đây mới chính là chân sám hối Phải nhớ Ngày xưa chưa biết đạo Thì háo sát vô cùng nhưng bây giờ biết đạo rồi thì có tâm từ bi với tất cả mọi loài Vì mình biết rằng tất cả mọi loài đều muốn sống ta không thể nào dùng sức mạnh của mình để giết mọi loài được quý vị phải nhớ cái đoạn văn đầu những đức đọc nguyên văn cho quý vị nghe đoạn văn này thấy hay quá trong mấy thập niên trở lại đây với đà phát triển vượt bậc của nền khoa học kỹ thực đem lại rất nhiều tiện ích cho cuộc sống con người từ phương tiện đi lại hệ thống giao thông điều ngày càng hoàn thiện xong bên cạnh đó môi trường mớ cũng mang đến nhiều điều đáng suy si tư chăn trở về sự phát triển tinh thần đạo đức của thế hệ con em trong tương lai niềm suy si tư chăn trở này rất thực tế Nền khoa học kỹ thuật tiên tiến ngày nay Như con mạnh thú, đại hồng thủy Sống thần, bão lớn Sẵn sàng tiêu quỷ nền văn hóa phương Đông Bao gồm đạo đức thuần phong mỹ tục Nếp nhà Điều này đã được xã hội chứng minh Trẻ em phạm pháp ngày càng gia tăng sống buông thả ngày càng nhiều tỷ lệ tự tử ngày càng cao tệ nạn hút chích cờ bạc đi bảo con cái bất hiếu bỏ nhà đi bụi ngày càng đông nạn nạo phá thai ở tuổi vị thành niên ngày càng đầy dãy nguyên nhân do đâu là câu hỏi luôn được các nhà giáo dục có lương trí và giáo dục đạo đức đặt ra một phần là vì hệ thống giáo dục hiện tại quá chạy theo thành tích phim ảnh bạo lực kích thích sự thèm khát được trình chiếu công khai hệ thống mạng internet không được kiểm soát tốt muốn cứu mầm non của đất nước chúng ta phải làm gì thiết nghĩ nên đặt nặng giáo dục đạo đức trong gia đình nhà trường và xã hội hướng dẫn các em phân biệt được tốt xấu phải trái dám nhận lãnh trách nhiệm sống có mục tiêu lợi ích trong đó giáo dục theo tinh thần tứ trọng ăn nhân quả của phật giáo được xem là tốt nhất chỉ khi nào chính bản thân các em nhận thức được ăn sinh thành dưỡng dục Của cha mẹ ơn dạy dỗ của thầy cô ơn giúp đỡ của bạn bè và ơn của quốc gia xã hội Thấu hiểu ngày nay gieo nhân gì mai sau gặp quả báo nấy Đến lúc ấy nền phong hóa của xã hội mới thoát khỏi nguy cơ suy đồi đòi như ngày nay đây là một công đoạn hay quý vị. Nhiều người nghe được quý vị nên để ý. Chúng ta quy về chỗ quan trọng là phải giáo dục con em. Giáo dục bắt đầu vào từ chỗ nào? Chính người lớn chúng ta. Chính mỗi một người lớn chúng ta phải làm cho tốt. Mỗi một người chúng ta nghe đạo phải sống cho tốt chính cái hành động người lớn mình làm mình sẽ có cảm giác và giáo dục các cháu. Thí dụ như người làm cha làm mẹ này biết ăn chay niệm Phật, biết phóng sanh. Thì nhất định quý vị sẽ dẫn con cháu quý vị đi ăn chay niệm Phật và phóng sanh. Chứ nếu như người làm cha làm mẹ này không làm việc này thì cái việc này vô cùng là khó giáo dục con cháu của mình. Nên gọi là bắt đầu vào giáo dục Nhân quả Gieo nhân gì gặt quả bao nay Giáo dục các giáo Từ khi còn nhỏ Có tâm thương yêu mọi loài Quý vị coi Xã hội phát triển Nhưng con người chúng ta thì Về mặt tệ nạn xã hội Con cái Bất hiếu với cha mẹ bỏ nhà ra đi phá thai tự tử đi bụi hư hỏng hút xì ke ma tí thì quý vị coi mỗi năm đều là tăng lên tăng lên tăng lên nếu như cái đà này thì con người chúng ta sẽ như thế nào đây nếu như chúng ta sống trong một xã hội nhiều người hư như vậy như vậy thì mỗi người chúng ta làm gì không bất an hả quý vị? Làm gì không bắt an Chúng ta muốn cứu vãn cái xã hội này Là mỗi người chúng ta phải chung tay Phải đem nền giáo dục nhân quả Đạo đức làm người để mà Truyền tải ra Những đức đọc được quyển sách Giới sát phóng sanh này Những đức thấy hay Nhiều câu chuyện trong đây rất là hay Những đức sẽ đọc Những đoạn văn trong đây Mà đoạn văn này của Thổ Liên Trì Ngày nêu lên Nguyên văn cho bị nghe nè Giới sát Người đờ ăn thịt Có người cho đó Là lý tất nhiên Cho nên đã mặc tình giết hại Gây biết bao quan nghiệp Lâu thành thói quen Không biết tỉnh giác Người xưa có nói Đã làm đau khổ chảy nước mắt Không thôi là vậy nay tính sự mê chấp ấy Lượt có bảy điều như dưới đây Với người trí thì người ăn thịt là chuyện lạ Nhưng sở dĩ không thấy lạ Là vì gia thế nhiều đời thành quen Làng sớm lấy đó thành tục Thói quen đã lâu Không biết đó là trái Mà ngược lại còn cho là đúng thì đâu có gì là lạ Nếu có kẻ giết người ăn thịt Thì bị pháp lực chừng trị Tội ngay Vì sao? Vì đó không phải là thói quen Cái thói quen không biết là lỗi này Đã làm đau khóc chảy nước mắt Không thôi vậy Đây là công đoạn nhắc nhở đầu tiên Của Đại Sư Liên Trì Không nên sát sanh ăn thịt chúng sanh Quý vị để ý nha Gia đình nào mà sát sanh mà giàu có tồn tại không quý vị? Lúc trước những đức danh Đà Lạt có nhận một ca chú này tên Nguyễn Văn Công Bị ung thư xương Gia đình của chú làm nghề sát sanh kiếm được rất nhiều tiền Trong gia đạo lần lượt chết từng người từng người Đủ tới cách chết đáng sợ lắm Tới chú thì bị bệnh ung thư xương cái chân chú to nó có một cái lỗ thiệt bự Mỗi ngày hộ niệm cho chú Đều móc thịt thúi ra Cả tô cả tô thịt Như vậy mà cái mục nó to bự Bình thường nó có cái lỗ chứng giữa thiệt là to Mà nó thúi không tưởng tượng được Quý vị biết rằng Mẹ làm nghề sát sanh Giết chó, giết mèo, giết gà rất là nhiều Giao cho nhà hàng Quán nhậu Kiếm tiền ban đầu cũng rất là nhiều Gia đạo bệnh quản từ từ giết rồi không còn tiền bạc gì tới khi chú này bị bệnh ung thư xương là gia đạo nghèo nàn không còn tiền của gì hết đến khi đưa lên trên chùa hậu niệm thì người mẹ nói rằng bây giờ chỉ còn trông cậy vào chùa gia đình không còn cắt bạc nào cả khi chú chết đi nhà chùa lo chứ không có tiền bạc gì hết quý vị coi cái nghiệp sát sanh để kiếm tiền cuối cùng không tồn tại gì hết quý vị à không có tồn tại gì hết đâu và quý vị để ý chờm sớm láng giềng của mình những gia đình làm heo dù có giàu thì quý vị coi con phá gia chi tử sẽ vô đi nhà để quậy phá tất cả những người làm nghề sắc sanh kiếm được tiền không bao giờ tồn tại những người làm việc không đúng đắn không hiểu nhân quả căn già căn non buôn bán căn thiếu quý vị phải nhớ nè mình là người nghe đạo phải nhớ nè làm việc đúng đắn thì không có khổ quá đáng đâu Đừng bao giờ nói rằng Sống cuộc đời này đúng đắn quá Có cơm đâu mà ăn Quý vị nói như vậy là phi nhân quả Thí dụ như người này Đến mua đồ trả giá Thấp vô cùng Bây giờ mình cũng bán nhưng căng thiếu Đây là cái tội của quý vị Cái tội quý vị không tạo uy tín Mình là người nghe đạo đức Người ta đến mua đồ Người ta có trả giá thấp nhất đi chăng nữa Mình cũng luôn luôn là mình làm cho đúng đắn Người ta không mua thì thôi Nhưng dài lần người ta sẽ tin dùng mình Mình đã tạo được cái uy tín như vậy Thì cuộc đời quý vị nhất định sẽ tốt, sẽ thăng hoa Còn nếu như bây giờ mình bán cho người ta Mà mình cắn thiếu gì thì mất uy tín Mà mất uy tín là quý vị, vị mất tất cả Phải nhớ đó Nên phải càng nghe được đạo đức giáo dục phải cho con giáo mình nghe những công đoạn này những đức đọc từng công đoạn công đoạn phải nhớ rằng trong tất cả tội tội sát sanh là tội nặng nhất nên phật mới nêu lên cái giới đầu tiên là không sát sanh phải học những đức học cái quyển sách này sẽ cố gắng học trong mấy tháng sẽ xong quyển sách này những đức rất là mong cái công đức học quyển sách này bao nhiêu cái câu chuyện hay trong quyển sách này mong cho chúng sanh nghe nhiều người phát tâm ăn chay trường và nhiều người cảnh tỉnh rằng cuộc đời của mình gia đạo của mình lộn xộn lưu bu từ trong gia đình có người phá thai rồi trong gia đình sát sanh nhiều loài vật sống chư tổ sư nhắc nhở rằng trong gia đạo mà sát sanh loài vật sống ăn thịt ở trong nhà là tụ tập quán quỷ ở trong nhà mình nên gia đạo lộn xộn lưu bu suốt từ nơi đó mà cái việc sát sanh là đại tội Vì sao? Vì chúng sanh nào cũng thương thân mạng Như bản thân ta cũng thương thân mạng Nghe đến cái chết là ai cũng rung mình rợn ốc Như vậy thì chúng sanh cũng vậy Chúng ta dùng sức mạnh mình để đè nó ăn thịt Đây là cái tội lớn nhất Mà bị vị sát sanh ăn thịt là đang đỏ mạng mình Trong kinh Phật dạy phóng sanh thì thỏa mãn kéo dài Mà sát sanh thì là đang đỏ mạng mình Mỗi một chúng sanh trong kinh Phật dạy là Ông bà cha mẹ của ta Giết chúng sanh mà ăn thịt là Như đang ăn thịt ông bà cha mẹ của mình Phật dạy tứ sanh phụ mẫu Phải nhớ đó quý vị Sinh nhật không nên sát sinh Thương thai cha mẹ Sinh ta nhọc nhằn Giờ ta vừa sinh ra Cũng chính là ngày cha mẹ cặn kề cái chết ngày ấy phải nên dớ xác ăn chay làm các việc phước thiện giúp cho cha mẹ quá cố sớm được siêu thắng cha mẹ hiện tại tăng duyên phước thọ sao vội quên ơn ấy sát hại sinh linh trên thì để lại quả hại Cho người thân Dưới thì Bất lợi cho mình Cái thói quen không biết Là lỗi này Đã làm đau khổ chảy nước mắt Không thôi vậy Vua đường Thái Tông Là chủ của một vạn cổ xe Ngày sinh nhật còn không tổ chức Điền xá ông Thu Được người đấu thốc liền mờ khách đầy nhà yến tiệc ngày này sang ngày khác không biết việc ấy có đáng không thờ nay có người sinh nhật mờ chai tăng tụng kinh làm các phước thiện điều đó hay lắm đây là đoạn mà đại sư liên trì ngày nhắc sinh nhật không nên sát sinh vì sao mẹ cha mình ngày sinh mình khổ lắm tất cả những người làm con chúng ta hỏi mẹ mình đi phải là ngày mẹ sinh con khó khăn hay không trong kinh du lan phật dạy thập tử nhất sinh mẹ đau đớn lắm mới sinh được mình cha thì lo âu vô cùng mỗi năm đến ngày sinh nhật của mình thì mình lại giết chúng sanh hại vật mà tất cả những con vật nó đều là có cha mẹ chứ nói đây là nói với những người hiểu biết có tâm từ bi hoặc là mình khơi dậy cái tâm từ của những con người được nghe nè có nhiều người tổ chức ngày sinh nhật sát sanh hại vật quá nhiều đừng nên làm chỗ này quý vị à công đoạn này nêu lên rằng ngày đó nếu chúng ta tụng kinh niệm phật làm những điều phước thiện để hồi hướng cho mẹ cha của mình thì quá tốt rồi đây là cái việc quý vị bồi gốc để cái đức lại cho từng đời thân bằng quyến thuộc của mình nếu như các cháu trẻ mà biết được làm việc này thì chắc chắn rằng cuộc đời các cháu tốt lắm vì sao vì các cháu biết nhớ ơn cội nguồn mà làm đúng đắn còn nếu như mà các con mà ngày sinh nhật mà đòi quà của cha mẹ hoặc là mình đi sát sanh hại vật để tổ chức sinh nhật ăn nhậu đi karaoke cái việc sinh nhật này nó không có một cái đạo lý gì đặc biệt cả ngày sinh nhật là ngày gì là ngày tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ sinh thành nuôi mình khôn lớn nên tất cả những người làm cha làm mẹ nghe được công đoạn này Đừng nên tổ chức sinh nhật cho con qua cái hình thức Nhưng người bây giờ không hiểu Đây là đang làm cái điều tội lỗi Đưa con mình vào con đường tội lỗi Con còn nhỏ Ngày sinh nhật của con là kể chuyện lại cho con nghe Khi mẹ sinh con khó khăn như thế nào Cha đứng bên ngoài phòng sinh Ông lăn xăng đi tới đi lui như thế nào rồi nuôi con khôn lớn cực khổ làm sao đây không phải là kể công đối với con mà chúng ta muốn nêu lên cái thiện cho con nhận thức sau này nhắc con mình mỗi năm tới ngày sinh nhật đều là tưởng nhớ để nhắc mình phải sống tốt sống lành mạnh cha mẹ sinh con nuôi con khôn lớn mong cho con trở thành một con người có đạo đức ở đời này chứ không phải con trở thành một con người không hiểu đạo đức làm những điều tổn hại cho xã hội Cho đất nước mình đâu có à Nên chúng ta làm cha làm mẹ Phải nghe giáo dục Thì mình mới biết cách dạy con mình chứ Nếu không thì mặc tình Để dung dưỡng cho con hư Nghĩ rằng cho con được vui Cho con được sống Thoải mái là thương con Thương con bằng cách đó Gọi là hại con Cả đời Con khổ Và con tạo nghiệp đó quý vị à nhiều người làm cha làm mẹ bây giờ thương con bằng cách vô cùng mù quáng dung dưỡng cho con không cho con có những giây phút được trưởng thành nghĩ rằng đôi tay mình có thể bảo bọc con cho con đầy đủ vật chất đây là đang hại con mình vì sao vì cuộc đời con mình không có sự trưởng thành có một vị nói một câu rất là hay nếu như một đứa con này khi học ra trường hai mươi mấy tuổi nếu như một tờ ngăn phiếu của cha mẹ một tài sản lớn lao đưa cho đứa con này đứa con này nói rằng được rồi cha mẹ tài sản này nên để lại cho các anh các chị hay các em gì đi hoặc là món tài sản này con muốn làm những cái phước điền giúp những người khổ đau tốt đẹp thì người làm cha làm mẹ này cái góc độ dạy con quý vị đã thành công Đứa con này đã trưởng thành Còn nếu như một đứa con Mà nhìn vào món tài sản của cha mẹ Và anh em nó có sự đấu đá với nhau Như vậy thì cái cách dạy con của chúng ta đã thất bại Dù con quý vị có đi học nhiều cỡ nào Nhưng đây là cách dạy con thất bại rồi vì học nhiều năm như vậy mà trở thành một con người vô dụng chỉ biết nhìn của cải của cha mẹ. Và anh em sát phạt với nhau để giành của Như vậy thì cách dạy này là từ khi còn nhỏ Chính quý vị để dung dưỡng cho con ăn sung mặt sướng Không biết sống tự lập Nếu như chúng ta có thể giúp cho con sống tự lập Như vậy thì bản lãnh một đứa con này Khả năng nó có thể tự lập nghiệp được Cần gì đến của cải của cha mẹ mà đi giật dành với anh em Bộ phận làm cha làm mẹ sẽ vui biết mấy Khi con của mình có nhân cách đạo đức đó quý vị nên những đức nói cái lót nền móng ban đầu Là từ ngay cái chỗ không háo sát Một đứa nhỏ mà dạy cho không háo sát Như vậy thì đứa nhỏ này lớn lên Dù có làm bậc lãnh đạo Cũng sẽ không hiếu chiến Quý vị coi đất nước Có nhiều vị đứng lên Hiếu chiến vô cùng Quý vị coi thế giới Có những người làm lãnh đạo hiếu chiến vô cùng Muốn chiến tranh Như vậy thì họ tự quỷ diệt họ những người mà thích chiến tranh, những người này toàn bộ là đỏ mạng sớm. Vì sao? Vì đem người ta ra chỗ chết. Mình đã đem người ta vào chỗ chết thì chính mình đang hủy diệt mình, đang đỏ mạng mình quý vị coi. Mà những người này toàn bộ sẽ đi vào trong địa ngục không có ngày ra. Nên đất nước chúng ta đặc biệt không bao giờ có cái tâm chiến tranh với đất nước nào cả. Phần nhiều Đều bị người ta ép mà mình đứng lên Thật sự mà nói có người hiểu biết Ai mà muốn sống trong những giây phút loạn lạc quý vị Ai mà không mong muốn sống trong những giây phút bình yên Những căn nhà hạnh phúc hả quý vị Thí dụ như bây giờ một tổ kiến mình phá tổ kiến này Thì giống như là gia đình mình bị giặt giả phá vậy đó chứ sao? Nó đang sống những ngày tháng bình yên Mình đến mình phá hoại Quý vị biết rằng Bao nhiêu con vật nó có cái tổ ấm Như chúng ta có một căn nhà Chúng ta tùy tiện phá tổ ấm của nó Là mình đang gieo cái nhăn phá căn nhà của mình đó quý vị Chúng ta ngồi bình tĩnh suy nghĩ đi Có những con chim nó tha từng cọng rác Mà nó có thể đương thành một cái tổ Để che mưa che nắng Cũng như chúng ta là người rất cực khổ Lam lũ Để làm việc để xây một căn nhà nên con còn nhỏ dạy cho con Một tổ kiến cũng không được lấy cây Mà đập nó Một tổ chim không được leo lên lấy trứng chim Con từ khi còn nhỏ dạy cho con một cái đạo đức như vậy Những đức thường hướng dẫn Phật tử Gặp kiến, gặp tất cả những loài động vật Như trong chùa mình có những ổ ong thiệt to những đức cũng là chắp tay lên đọc tam quy y niệm dài có phật hiệu quy phật không đọa địa ngục quy pháp không đọa ngạo quỷ quy tăng không đọa bàn xanh những đức đọc ba lần như vậy và niệm phật khoảng 10 câu cho những chúng sanh nó nghe nói thêm mấy câu cố gắng niệm phật cầu sanh cực lạc cái tâm như vậy thôi cũng là thiện tâm rồi trong gia đình của mình mà thiện tâm như vậy thì chắc chắn là có thiện quả thôi gia đình của mình mà ăn chay biết niệm phật phóng sanh vậy thì gia đạo mình nhất định là sống hạnh phúc mình phải gieo nhân mới có quả còn nếu đời này mới gieo mà mình đòi cái quả liền làm sao được hả quý vị phải kiên trì phải nhớ Nhân quả tương đồng lắm quý vị yên tâm đi có những người người ta đời này người ta gieo là có liền gì nó đã có sẵn có những người đời này mình gieo nhưng chưa có Nhưng một hai đời sau sẽ có Không gieo làm sao có hả quý vị Nhưng riêng quý vị là người từ bí Thương những loài động vật Không sát sanh Ăn chay mà còn phóng sanh Như vậy thì chắc chắn quý vị thường bình yên Những đức từ khi biết Ăn chay niệm Phật phóng sanh tới bây giờ Là những đức thường sống được những ngày Bình yên và vui vẻ Hơn 10 năm nay đó quý vị Sống vui vẻ lắm những công đoạn này học tập quan trọng lắm quý vị à Nên trưởng dưỡng lòng từ của mình để phát tâm ăn chay Những đức muốn học tập Nói về ăn chay phóng sanh là chuyên nhất luôn Quyển sách này đặc biệt Quyển sách mà giới sát phóng sanh này là đặc biệt Những đức đã coi qua hai trăm mấy chục câu chuyện trong quyển sách này Những đức thấy đặc biệt vô cùng Hai trăm mấy chục câu chuyện những đức sẽ học xuyên suốt mấy tháng mỗi ngày cho quý vị nghe. Những bài học này quý vị nên truyền tải rộng ra. Vì sao? Vì muốn cứu quả địa cầu của mình, muốn giúp cho xã hội đất nước chúng ta đừng có xảy ra chiến tranh, cho toàn thế giới đừng có chiến tranh là ngay chỗ ăn chay, phóng sanh. Vì chúng ta thương muôn loài. Quý vị phải nhớ rằng cái công đức ăn chay lớn lắm, vì cái công đức ăn chay là có hạnh vô ý thí nằm bên trong luôn. Tại vì mình ăn chay mình đâu có làm những điều tổn hại đối chúng sanh. Từ nơi đó mà ăn chay là có hạnh vô ý thí nằm bên trong luôn. Phóng sanh thì có tài thí vô ý thí và có pháp thí nằm bên trong luôn. Ăn chay phóng sanh niệm phật. Quyển sách này chúng ta muốn học là chuyên nói về lòng từ ăn chay và phóng sạch, đọc lên những tấm gương của người xưa, thời gian mấy ngàn năm vẫn có những tấm gương trong đây. quý vị sẽ nghe những đức đọc từ câu chuyện như hôm nay là mới buổi đầu, mới nêu có một hai bài học mà chúng ta đã học được trôi chảy như vậy. quý vị nghe có thể nhận thức được cái lòng từ của mình, những cái bài học này nó đánh vào cái tâm từ bi của mình phát triển ra. Mình sẽ không bao giờ giết chúng sanh nữa Có những người chúng ta lúc trước chưa tu hành Chưa hiểu nhân quả Có khi kiến nhiều như vậy Mua thuốc xịt kiến xịt cho chết Dán chúng ta mua thuốc xịt dán xịt cho chết Chuột chúng ta mua thuốc chuột thuốc cho chết Mũi mua thuốc mũi xịt cho mũi chết Bây giờ chúng ta đã biết rằng Mỗi loài đều muốn sống Thôi đừng làm việc này nữa quyển sách giới sát phóng sinh này quý vị kiên trì mà nghe những đức nói bảo đảm quý vị sẽ phát tâm ăn chay vì biết rằng cái việc ăn chay phóng sanh là đang trưởng dưỡng lòng từ và đang giúp cho gia đạo bình an và con cháu khỏe mạnh mỗi một bé nhỏ còn nhỏ có cái tâm thương loài động vật thì chắc chắn là trưởng dưỡng lòng từ cháu này sẽ khỏe mạnh cái đạo đức cháu này sẽ phát triển rất là tốt mỗi buổi chiều những đức học nửa tiếng đồng hồ những đức kiên trì học quý vị kiên trì nghe những cái điều học tập này rất là tốt nó đều nhấn mạnh vào cái chuyện chúng ta giới sát phóng sạch nguyện đem công đức này chúng ta hồi hướng cho tất cả mọi người nghe hay là không nghe Đều phát tâm từ quý vị biết rằng đất nước của người nhật có một lần một cái lễ hội gì đó quý vị Họ gom tất cả những cái con cá heo Vào một vị trí Rồi họ cầm dao họ đâm cá heo Mà nguyên một cái vùng nước biển nơi đó Thành một màu máu hết Đáng sợ như vậy Một thời gian sau ngắn thôi Thì có một trận bão tố cuồng phong Cuốn cả một thành phố của nước Nhật Quý vị biết rằng Nếu như những người lãnh đạo Của một đất nước mà có cái tâm từ đối với tất cả những loài động vật Thì đất nước này bình yên lắm quý vị rất bình yên vì nhân nào quả nấy quý vị ơi. Mình giữ nhà cửa người ta bình yên, mình thương tất cả những loài động vật thì xã hội đất nước của mình nhất định sẽ tốt thôi à quý vị, chắc chắn. Nên bây giờ bắt đầu từ những người nghe đạo chúng ta bắt tay vào làm, ăn chay trường chưa được thì chúng ta ăn chay từ từ rồi phát tâm ăn chay trường luôn vì trước Phật phát nguyện mạnh mẽ nhất định quý vị ăn chay rất là khỏe. Ban đầu sốt ruột, đừng có lo, cứ nhiệt tình thành tâm mà niệm Phật, rồi Phật sẽ gia hộ cho quý vị sẽ ăn chay được rất là tốt đẹp. Sinh nhật không nên sát sinh. Và hôm nay chúng ta sẽ học tiếp công đoạn là sanh con không nên sát sanh. Quý vị nghe nguyên văn nè. Người đời không có con thì khổ. Có con liền vui, không nghĩ cầm thú cũng vậy. Chúng cũng biết vui khi có con. Vậy mà ta vui khi sinh con lại giết con cầm thú. Tâm có an chăng? Khi sinh con cái không tích phước cho chúng, ngược lại còn sát sinh tạo nghiệp. Như vậy là dại lắm. Cái thói quen không biết là lỗi này đã làm đau khổ chảy nước mắt không thôi vậy có người thợ săn tối nọ say mềm thấy con trai tưởng là con hu liền giết thịt người vợ khóc can không nghe ông mổ bụng treo lên rồi đi ngủ sáng hôm sau ông kêu con trai dậy cùng mình mang thịt hu ra chợ bán Người vợ khóc nói Con trai ông, ông đã giết chết Hôm qua rồi còn gì Ông đau đớn, quằn quại Năm hôm thì chết Ôi, con người và súc vật Tuy khác nhưng lòng thương Con chỉ một sao đành sát sinh Nghe con đoạn này quá hay quý vị Quá chí tình chí lý quý vị ơi mình sinh được con cháu mình mừng Vì sao mình không thích phước cho con cháu mình Có khi Cái phước của đứa bé nó đã mỏng Vừa mới mang thai cái là sát sanh để tẩm bổ Tẩm bổ một thời gian rồi là hư thai luôn Người xưa người ta Dưỡng con từ trong bụng Người mẹ mang thai này Mắt không nhìn điều xấu Miệng không nói điều xấu Thăng ý thì đoan chánh Đây gọi là dưỡng thai từ trong bụng Khi vừa biết mình mang thai Thì cái việc giữa vợ chồng Không có nên gần gũi nữa Còn có nhiều người bây giờ không hiểu Vợ mang thai mà có khi còn ăn ở với vợ Nếu như Thai nhi này yếu thì hư thai Còn nếu như có sanh ra người Nhất định sẽ bị rẻ chóc dơ giấy Hoặc là nặng nữa thì tai biến Hư mắt cục tai hay là Bị tặc nguyền Vợ đã mang thai thì phải cấm tiệt cái chuyện ăn nằm Cùng với vợ Rồi người đàn bà này mình mang thai thì những câu những đức vừa nói Phải đoan chánh Nhiều người những đức chỉ Khi mình mang thai thường niệm Thánh hiệu Bồ Tát Quán Thái Âm Còn nếu như người thường niệm ai với Đạo Phật Thì giữ có vật hiệu niệm đến cùng Nhờ cái phước niệm Phật Cái tâm thiện lành đó mình còn biết ăn chay dù có lỡ còn ăn mặn nhưng cũng đừng nên sát sanh đồ sống mà để tẩm bổ bầu thai công đoạn này dạy rất hay tại sao mình không tích phước cho con cháu mình lúc mang thai đã giết nhiều chúng sanh để tẩm bổ khi sanh con ra cháu ra thì mừng tiếp tục chuẩn bị sát sanh hại vật rồi đến đầy tháng thì đãi nhiều người ăn uống tiếp tục sát sanh đứa bé này không tích được phước mà ra đời là tạo thêm nghiệp Như vậy thì đứa bé này sanh ra đời đúng ra Là nó được công danh rạng rỡ Nhưng vì sát sanh nhiều quá tổn phước Sau này cuộc đời của nó không có được công danh rạng rỡ Mà nó trở thành những kẻ nghèo nàn khổ đau Vì sao? Vì không có phước Hoặc là đứa con này đến đây để trả ơn mình Nhưng vì cái nghiệp sát sanh nặng quá Nên từ trả ơn biến thành trả quán Có một câu này lúc mà cổ mang thai thường tẩm bổ bồ câu giết những con vật ăn thịt khi sanh đứa con này ra nó cứ trợn mắt nó nhìn cô nó nghinh lý cô đáng sợ thiệt sau này biết được phật pháp mới hiểu ra rằng lúc mang thai giết nhiều con vật khi chuẩn bị giết nó nó nhìn mình nên người đàn bà mang thai nhiều người phải còn sát sanh đập đầu cá Cắt cổ gà Trong cái ý niệm đó nó làm ảnh hưởng đứa con trong bụng lớn lao lắm quý vị à Phải mang cái tâm thánh thiện để sinh ra đứa con Có đạo đức đứa con dễ dạy Những ngày mà đầy tháng cho con mình Mình làm trai hoàn toàn mà còn đặt máy nghe Pháp niệm Phật tặng cho người đến nữa Như vậy thì cái phước này đứa con cháu mình sẽ thông minh có trí tuệ Còn mình mừng khi con cháu mình cả đời mà mình sát sanh bao nhiêu con vật Câu chuyện này dạy rất là hay Có người thợ săn nọ mỗi ngày đi sát sanh Về nhậu nhẹt say mềm Khi nhậu say rồi thì nghiệp quả che mờ lý trí ông Ông nhìn thằng con trai, ông tưởng con hư Ông say rượu rồi tự nhiên đè con nó bằng thịt Vợ có cản cỡ nào Thì ông cũng quyết định bằng thịt đứa con ông Vì ông nói đó là con hú Sáng lại thì kêu con đi bán thịt Người vợ nói rằng Ông đã giết con đêm hôm rồi Mổ bụng nó giết nó xong treo nó lên lóc nhà Ông nghe rồi thì Đau khổ hoàng hoại Bốn năm ngày sau thì Chết luôn quý vị Rõ ràng quý vị à Sát sanh là hại mình đó Nên công đoạn này rất hay Những đức diễn học đến đây Và tiếp tới công đoạn Những đức đọc cho quý vị nghe Cúng ông bà không nên sát sinh Các ngài cúng dỗ Phải nên giới sát Tích phước cho người quá cố Sát sinh để cúng Chỉ tăng thêm nghiệp tội bài đầy rượu thịt trên bàn cúng tổ tiên đâu có ăn gì được đã không có tích mà còn hại thêm người trí không bao giờ làm vậy cái thói quen không biết là lỗi này đã làm đau khổ chảy nước mắt không thôi vậy có người họ nói vua lương võ đế dùng bún để cúng Người đời cười tổ tiên không có thịt để ăn Ôi rượu thịt chưa chắc là cao lương Rau dưa chưa chắc là đạm bạc Làm con quý ở chỗ biết tu thân Tuy không chu đáo việc tế tự Đấy vẫn là lành Đâu cần phải rượu thịt để cúng Cúng sưng còn hơn giết châu đó là lờ giáo giới chính xác Nuôi vật hy sinh Để cúng vẫn là bất hiếu Thánh nhân không bao giờ làm thế Đâu cần phải rượu thịt để cúng Quý vị nghe đó Những Đức cũng từng nói Đám dỗ cha mẹ ông bà của mình Đừng nên sát sanh để cúng dọn mâm cao cổ đầy để những bằng thờ quý vị coi có ăn miếng nào không có những người nói rằng ông bà cha mẹ lúc còn sống là ăn mặn bây giờ cúng chay làm sao được bây giờ chết rồi có ăn đâu quý vị cúng như vậy có khi quỷ thần đến để mà dùng những buổi cúng đó mà đây là cách tạo thiết nghiệp Chính là cái ngày chết của cha mẹ Mà ngày nay phải sát sanh cho nhiều thêm Có khi đang đọ lạc Mà mỗi năm còn bỏ suốt thêm Thì chừng nào ra khỏi Trong tam đồ ác đạo Nên những đức cũng hướng dẫn rằng Nên cúng chai Mà câu chuyện này cũng nên khuyên mình cúng chai Cúng đơn giản Nêu lên một câu chuyện Vua lương bỏ đế Cúng tổ tiên cúng bằng bún Bằng rau củ Vua lương võ đế nghe đạo Hiểu biết Việc quan trọng nhất là bản thân chúng ta là con cháu Phải có sự tu thân tích đức Đây là chỗ quý nhất Là niềm an vui nhất của ông bà cha mẹ Khi sanh ra được những đứa con như vậy Còn nếu như mỗi năm đám dỗ mâm cao cổ đầy Ăn nhậu sai xỉn Không lẽ như vậy là hiếu sao Có khi đám dỗ xong Nhậu nhẹt sai xỉn xong quýnh lộn Dược nhau quýnh Ở dưới quê bị coi có không Có nhiều nơi cúng kiến cha mẹ Xong anh em nhậu nhẹt xong quýnh lộn với nhau bị coi có không Đập chén bát Có khi đốt nhà nữa Rõ ràng là cái quả tay trước mắt Nên chúng ta nghe những công đoạn này Nên suy nghĩ cái việc Ăn chay Phóng sanh là điều quý Những ngày đám dỗ Ông bà cha mẹ Nên phóng sanh nên cúng chay Nên niệm Phật hồi hướng Những việc này xác thực nhất Và việc này cảm thấy gia đình mình rất là hạnh phúc Con cháu đến nhà rất là nhẹ nhàng Chúng ta đặt thêm máy nghe Pháp tặng cho họ Ngay ngày đám dỗ ông bà cha mẹ Con nguyện đem công đức niệm Phật Phóng sanh Đãi đồ chai này Tặng máy nghe pháp cho mọi người Con nguyện đem công đức này hồi hướng cho ông bà cha mẹ Nguyện cho ông bà cha mẹ Đã siêu thoát thì cảnh giới càng tốt Còn nếu như chưa siêu thoát Thì nhờ công đức này Mà nguyện cho ông bà cha mẹ được siêu thoát Người sống được nhờ Người mất được lợi Việc này chăm lợi không có một hại Việc sát sanh hại vật cúng Chăm hại không có một lợi nào hết Lợi chỉ là Cho những người thèm khác ăn nhậu mà thôi Còn phần nhiều là quả hại vô cùng là lớn Có những người cũng biết tu nói rằng Cúng trai bạn bè không đến Những người bạn đó không có đạo đức Ngài đám dỗ cha mẹ bạn mình Mình đến thắp một nén nhang cũng là tình nghĩa không lẽ gì miếng ăn mới đến còn năm nay cúng chay bạn bè không đến thì vậy mình cũng biết được cái bộ mặt thật của những người bạn này rồi hoặc là anh em không đến cúng chay không đến vậy là mình biết rồi thà trong gia đình mình làm gọn nhỏ nhẹ nhàng đỡ tốn kém biết niệm phật biết phóng sanh như vậy gia đình còn hạnh phúc hơn nhiều tại vì chúng ta không có góc độ nhận thức Mỗi ngày chờ những Cái ngày giờ đó Để mà cùng tập trung lại đi ăn uống Nhậu nhẹt Không nghĩ gì đến cái chuyện lợi ích Cho ông bà cha mẹ Người con mà nghĩ đến cái chuyện này Thì đang bồi cái gốc thiện Gia đạo sẽ càng ngày hưng thịnh Còn người con mà gì Ăn uống mà quên đi công ơn cha mẹ Dọn lên cúng rồi bưng xuống Cũng là mình ăn Vậy thì cái việc này là đang đoạn cái gốc thiện Gia đạo này không tốt đâu quý vị à Phải nhớ đó Nên những công đoạn này học rất là hay Những đức chỉ học Gọn gọn như vậy cho quý vị nghe thôi Nếu ai nghe nhận thức được Thì chúng ta nên làm theo những công đoạn Cúng ông bà không nên sát sinh này Rất là hay Hôn lễ không nên sát sinh Cưới hỏi ở thế gian từ tên tuổi lễ vật cho đến thành hôn, sát sinh là không biết thờ bỡ nói đến hôn nhân là sự bắt đầu của một con người bắt đầu sinh ra mà sát sinh lý đã nghịch rồi lại hôn lễ là lễ lành vậy ngài lành mà lại làm việc dữ không thê thảm sao cái thói quen không biết là lỗi này đã làm đau khổ chảy nước mắt không thôi vậy người đời kết hôn luôn chúc cô dâu chú rể sống đến đầu bạc răng long mong mình sống đến trăm năm mà mong cầm thú chết sớm sao nhà gái ba ngày không tắt đèn nghĩ đến sự xa nhau Mình xa nhau thì khổ Cầm thú xa nhau thì sướng sao Cho nên hôn lễ không nên sát sinh Những Đức nói cho vị biết Bây giờ nhiều á, cái đám cưới Mà người ta cũng biết làm đồ chai nữa Đây Những Đức nói rằng là vợ chồng này sẽ hạnh phúc Bây giờ chúng ta biết tu rồi nè Hoặc là chưa biết tu mình ngồi bình tĩnh suy nghĩ nè một con gà nó sanh ra con Quý vị coi, quý vị đuổi nhiều Một cái là con gà nó gian cánh ra Con gà nó chạy vào Cái đôi cánh của mẹ nó nấp liền Mẹ ốm lại liền Hoặc là con chó Nó đẻ con Là con chó cái nó rất là dữ Ai mà có ý xấu Hoặc là con vật nào đến gần là nó Chạy ra nó cắn liền, giữ con của nó Từ nơi đó quý vị coi con vật nó vẫn thương con của nó có khác gì con người chúng ta đâu như vậy thì ngày đám cưới mình chúc tụng cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc sống răng long đầu bạc nhưng mà bây giờ mình sát sanh bao nhiêu con vật cái ngày lành là ngày đám cưới này chúng ta coi là ngày lành đi ngày nay ai cũng vui vẻ đi nhưng quý vị coi bao nhiêu con vật nó phải chảy nước mắt Quý vị biết rằng một cái đám cưới chuẩn bị bao nhiêu con gà con vịt giết bao nhiêu con heo con bò ở dưới quê bị coi còn bây giờ thì mình đặt nhà hàng cũng là giết mà như vậy thì đúng ra đó vợ chồng này hòa thuận lắm tuổi tác cũng tốt lắm hòa thuận lắm nhưng mà do vì cái việc sát khanh này nè mà cuối cùng vợ chồng này nó chuyển cái thiện thành ác tự nhiên nó thấy đối phương nó nghịch mắt Mới về thì còn thương thời gian nó nghịch mắt là do cái nghiệp sát sanh Nó che mờ lý trí của người này lại Tự nhiên người chồng này đúng ra hiền lắm Nhưng mà sống thời gian tự nhiên đổi tính ăn nhậu bê tha Bỏ vợ bỏ gia đình Còn người vợ này đúng ra hiền hòa lắm Nhưng do đám cưới này sát sanh nhiều quá Nên những cái quán nghiệp tội ác này nè Mà người phụ nữ này nó đổi tính thời gian đi lấy chai Đi làm chuyện tầm bậy tầm bạ Đem tiền cho chai ăn đồ Chứ đúng ra là họ cũng hợp tuổi chứ Nhưng mà do cái đám cưới sát sanh nhiều quá Có khi dưới quê mà quý vị biết rằng Chuẩn bị đám cưới người ta nuôi mấy con heo Hoặc là giết bò Hoặc là mua bao nhiêu con gà buộc để sẵn ngày mai cắt cổ Đám cưới là ngày vui mà bao nhiêu con vật chảy nước mắt như vậy Thì làm sao mà được trăm năm hạnh phúc răng long đầu bạc Nên quý vị coi bây giờ Cưới vợ gã chồng chưa được bao lâu là chia tay chứ hoặc là quý vị biết rằng từ cái lễ đám cưới này nè mà nó sát sanh nhiều như vậy đó sau này mà nó có con có khi cũng là con quan gia trái chủ vô nhà để đòi nợ nữa đó sát sanh nhiều quá nên quý vị biết rằng đám cưới của con mình mà làm được đồ chai là đặc biệt vô cùng nếu như mình có điều kiện Mình cúng đồ chay Mình đãi đặng người ta Ăn chay Khách mờ dù là ít người đến Nhưng mà mình không có tính lờ lỗ gì Ở trong cái đồ chay này hết Đãi quý vị ăn không luôn đó Hoặc là đi được chút đỉnh tiền bạc Đem tiền bạc này làm cái gì Làm công đức Cho gạo người nghèo Làm máy niệm Phật nghe Pháp tặng cho lại cho tất cả những quan khách đi đến lễ đám cưới này nếu như quý vị làm được như vậy thì quá đặc biệt đây mới gọi là trăm năm hạnh phúc nè gọi là không tạo nghiệp mà còn tạo thêm phước cô dâu chú rể này mới là răng long đầu bạc nè quý vị còn say xưa nhậu nhẹt bao nhiêu chúng sanh khóc lóc đau khổ cắt cổ chúng sanh để giết đặt bao nhiêu mâm thịt thà như vậy thì cái chuyện trăm năm hạnh phúc này khó tìm ra lắm Từ khi còn phước thì nó còn sống được vậy đó Nhưng mà phước nó giảm quá nhiều rồi Còn đứa mà phước ít thì chắc chắn đám cưới xong thời gian Là nó quýnh lộn với nhau te tô hết Chia tay ly dị liền không nói chuyện Tại vì sao? Vì đám cưới sát xanh nhiều quá Nó không thích phước Người xưa nói cái câu đó, Có đức mặc sức mà ăn Còn cái này sát xanh hại vật làm sao có đức Đây là mắc đức đó quý vị à phải nhớ đó nên những công đoạn này hay lắm á Nên phải nhớ rằng là Hôn lễ không nên sát sinh Nghe chưa không Mà còn phải phóng sinh nữa đó Đúng ra ngày hôn lễ này mua đồ phóng sanh về Cô dâu chú rể này được đi làm lễ phóng sanh Đây gọi là gì Những con vật được vui vẻ Nó chúc tụng cho cô dâu chú rể này trăm năm hạnh phúc Quý vị biết rằng con người chúng ta muốn sống Thì con vật cũng muốn sống Chúng ta đoạn mạng nó để để mong mình được trăm năm hạnh phúc cái sự quán thù đó cặp mắt nó chợ ngược lên để nhìn chúng ta làm sao chúng ta trăm năm hạnh phúc bình tĩnh ngồi suy nghĩ quý vị à đó nên làm sao cho đúng lờ phật lờ bồ tát lờ tổ sư dạy không có sai đâu nó quý vị nghe rồi để cho con cháu nghe để cho mọi người cùng nghe để mình làm sao cho nó được lợi ích lớn quý vị, vị coi một cái đám cưới mà cúng đồ chai dọn ăn đồ chay mà quý vị không nặng nề về kiếm tiền bạc dư giả gì thà làm nhỏ chúng ta tích đức được thì sau này làm ăn phát đạt à quý vị à còn tạo thêm điều thiện như những đức nói đó những điều thiện nhất là máy nghe pháp tặng cho người ta là cái công đức thù thắng nó đã có đức rồi thì việc làm ăn cái gì cũng su sẻ nhất là vợ chồng hòa thuận thì gia đình hạnh phúc à cái xác sanh là khó tìm ra được cái hòa thuận lắm rồi quý vị coi Một cái đám cưới mà ăn nhậu nhiều quá Chú rể này cũng nhậu nhạt xỉn sai Có khi đãi bạn bè mỗi người ly rượu ly rượu Sai xỉn rồi xong Cái lúc mà động phòng qua chút thôi Thì chú rể này cũng đã không có đạo đức Vì sao? Đúng ra cái đêm động phòng qua chút Là chúng ta nói chuyện với cô dâu Vợ chồng nói chuyện với nhau là cả đời Mà đâu phải là một ngày một bữa Đâu phải bước vào là hớp tết chuyện đó thôi Vậy thì nó đâu có cái gì gọi là giáo dục đâu Mình là người đàn ông mà thương người đàn bà bằng cách lộ lễ Mà không có đạo đức, không có giáo dục gì Vậy thì người đàn bà nó cũng đâu có tôn trọng mình Nên từ nơi đó mà nếu như mà biết ăn chay Mà biết phóng sanh này thì chắc chắn là Cô dâu chú rể bình tĩnh Có người nó bình tĩnh thì tự nhiên nó đến với nhau nó cảm thấy một ý nghĩa của cái ban đầu đặc biệt lắm Còn nếu không thì cái sự say xưa cái sự mù quáng đến với nhau nó không có một ý nghĩa gì đặc biệt cả quý vị à nó nên bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ đại khách không nên sát sinh giờ tốt cảnh đẹp chủ hiền khách quý tương Rao đạm bạc cũng không hiềm gì cần gì phải giết sinh mạng cao lương mỹ vị đầy bàn ca hát yến ẩm giết hại tiếng quán ngập chờ oi người có lòng nhân có thể không đau thương sao cái thói quen không biết là lỗi này đã làm đau khổ chảy nước mắt không thôi vậy nếu biết thịt trên mâm là từ tiếng quán ngập chờ mà có lấy sự đau đớn của con vật mà làm sướng cái miệng của mình thì chắc chắn không ai nuốt nổi có một câu chuyện đó, quý vị Cái vị này Ông đến nhà bạn Người bạn của ông á Chuẩn bị cắt cổ gà đi Luộc gà để mà đãi ông Ông biết được Thì Ông nói giả Là ông nói rằng Ông không có ăn mặn, ông ăn chay Thì gia đình mới thả con gà ra Và làm đồ chay cho ông ăn Quý vị biết rằng là Khi ông dùng xong rồi Ông đi về đi về thì đi ngang một cái con sông lớn lắm thì tự nhiên sao mà ông chuẩn bị lên đò thì có một người đứng kêu lớn lên rằng đừng có cho cái người mà giả ăn chay kia lên đò thì tự nhiên á, người trên đò nghe tiếng như vậy thì mới hỏi ở đây ai là người giả ăn chay thì cái người kia mới nói rằng là tôi thì mới kể câu chuyện như vậy như vậy đó thì chủ của con đò này nói rằng thôi vậy thì ông đi lên trên đứng đi không có cho ông lên đò nghe tiếng kêu như vậy rồi không có cho lên đò thì quý vị biết rằng là khi con đò này đi giữa sông thì có một cái chặng sóng gió lớn vô cùng chiến đò đã chìm và mọi người chết hết riêng cái ông giả ăn chay này vậy mà trên bờ không bị chết quý vị coi giả ăn chay thôi đó mà tránh được kiếp nạn còn những người trên đò kia chết hết là vì sao vì cái số mệnh của họ ngày hôm nay là chết còn cái vị này nhờ cái phước cái tâm như vậy thôi đó vậy đó mà không lên trên chiến đò đó để cộng nghiệp chết nên nói rằng trong cộng nghiệp có biện nghiệp rõ ràng không người mà có cái tâm thiện là biện nghiệp nó tránh cái chỗ cộng nghiệp cùng chết với người ta thấy chưa quý vị mà cái này là giả ăn chay thôi đó nghe nên công đoạn này nói rằng bạn bè anh em gặp nhau đâu phải là mâm cao cổ đầy mới là bạn bè thắng dù là ăn đơn giản nhưng tình nghĩa vẫn là tình nghĩa chứ nên công đoạn này nói là đại khách không nên sát sinh quý vị mình là người biết ăn chay biết niệm phật tu nhân thích đức đừng vì cái buổi gặp mặt của mình mà những con vật phải chảy nước mắt nên ở trong nhà phật vẫn là nhắc nhở cái người này ăn tam tịnh nhục mình đi đến nhà đó mà nhà đó cắt cổ gà sát sanh gì mình là mình không ăn không nên chấp nhận điều đó dù là còn ăn thịt Nhưng những miếng thịt mà không nghe Cái sự kêu gào của nó đang bị giết Vì mình mà người ta giết Và thêm một công đoạn nữa như thế nào đó Gọi là tam tịnh nhục đó Mình thí dụ như mình còn ăn thịt Mình ăn những miếng thịt Mà người ta giết từ nơi đâu Người ta bán mình không biết nhưng mà tốt nhất là ăn chay là đặc biệt nhất quý vị à. Ăn chay là đặc biệt nhất. Công đoạn này nêu lên như vậy Chúng ta nên nhận thức Cầu đảo không nên sát sinh Người đời mắc bệnh sát sinh tế thần để cầu phước Không nghĩ sự tế thần cầu phước của mình Là muốn khỏi chết được sống Giết mạng chúng sinh để kéo dài mạng mình Như vậy là quá ư trái với lý chờ Thần là vị chánh trực có tư lợi như vậy hay không mạng không thể kéo dài mà lại mang thêm nghiệp sát đủ các loại tế tự không hợp lễ chế cũng thuộc loại này cái thói quen không biết là lỗi này đã làm đau khổ chảy nước mắt không thôi vậy kinh dược sư ghi giết mạng chúng sinh để giải tấu với thần minh kêu ma gọi quỷ xin phước kéo dài mạng sống là điều chọn không thể được mạng đã không được kéo dài mà mang thêm nghiệp sát đủ các loại tế tự không hợp lễ chế như cầu con trai cầu tài lộc cầu làm quan cho dù có được con trai tài lộc quan lớn đi nữa đó cũng là nhờ phước đức có sẵn chớ không phải quỷ thần ban cho Ngẫu nhiên mà được Lại cho là linh ứng Rồi tin chắc Lại càng khẳng thiết mong cầu Tà kiến quá sâu Thật hết thuốc cứu Đáng thương thai Vô cùng là hay quý vị ừ. Quý vị nghe những con đoạn này vô cùng đặc biệt Như những đức thường kể nước Nhật á Họ có một cái lễ mà mỗi năm của họ Thường kéo những con cá heo ở ngoài biển Ở nước Nhật sao cá heo dưới biển nó nhiều hay vậy Như Đức nghe nói như vậy Họ kéo cá heo đến nó để thành một dùng Nó làm lưới nó ngăn lại hết Rồi bắt đầu là tập trung người xuống đó cầm dao cầm kiếm rồi nó đâm cá heo Giết Có khi máu mà nó cả một cái dùng nước nó máu không Quý vị biết rằng là vua nó làm cái lễ đó, nó giết xong một thời gian ngắn sau tức khắc có một trận bão lớn vô cùng mà nó cuốn cả thành phố luôn đó. Quý vị thấy. Nên người xưa quý vị biết rằng là người ta làm chủ một đất nước đó, cái tâm thương loài động vật của người ta nó lớn thì cái đất nước của người ta nó bình yên sống tốt vô lắm. Còn nhiều người bây giờ là do người ta không biết nào là cúng kiến tế lễ sát sanh hại vật nhiều như vậy hoặc là nào là cầu con trai cũng sát sanh rồi cầu tài lộc cũng sát sanh cầu làm quan cũng sát sanh thì công đoạn này nêu lên rằng cho dù có được con trai tài lộc quan lớn đi nữa đó cũng là nhờ phước đức có sẵn chớ không phải quỷ thần ban cho vị nghe rất rõ ràng rồi cái này đúng là hợp tình hợp lý trong kinh giáo phật dạy phật là bậc đại giác ngộ đã dạy là chắc chắn là đúng những công đoạn này quá đúng đây là lời của tổ sư dạy đó quý vị quyển sách này đại sư liên trì ngày kết tập những đức đọc qua những công đoạn này học tập xong những công đoạn sau rất là hay quý vị nên kiên trì mà nghe mỗi ngày nửa tiếng đồng hồ buổi học thôi sau này những câu chuyện là mỗi câu chuyện mỗi câu chuyện có những câu chuyện mà đã trải dài thời gian mấy ngàn năm nay vẫn còn tồn tại đó, quý vị trong quyển sách này nè trong cái quyển sách mà giới sách bóng xanh này hay lắm nè học quyển sách này là quý vị biết nhiều người mà nghe chắc chắn rằng là phát tâm ăn chay quý vị phải biết rằng cái lợi ích của cái ăn chay bóng xanh nó lớn nhiều lắm vì mình muốn gia đình mình bình yên mà mình đi phá hoại cái hoàn cảnh bình yên của nhân sinh làm sao được quý vị quý vị biết rằng một người mà người ta thường thích chặt cây mà có một câu chuyện nói rằng là cái người này thích chặt cây nghe Là đi đến đâu là cây sợ đến đó Còn cái người này thích sát sanh Là những con vật nó sợ Có một câu chuyện trong quyển sách này nè Dài bữa như Đức đọc cho vị nghe Quý vị biết rằng ở Trong một cái khu rừng đó Có những con dượng quý vị Mà nó nhanh lẹ đến mức Mà cái người mà bắn cung dở dở á bắn cung nó lại nó chụp cái cung được luôn chụp chụp cái cây cái cây cung mà bắn nó nó chụp được luôn quý vị vậy mà có cái ông tướng quân đó là một một tay bắn cung giỏi lắm cái ngày đó ông dương cung ông bắn Thì con dượng này nó nhìn Ông bắn cung nó chạy nước mắt nó khóc Nó biết rằng là Nó không thể nào giúp được cái cung này Nó biết rằng ngày hôm nay nó chết Trong câu chuyện này Trong quyển sách này những Đức sẽ đọc cho quý vị nghe Từ từ đi Nhiều câu chuyện lắm Tại vì hơn 200 câu chuyện trong đây quý vị mà học được Thì nó nó phát triển cái thiện tâm của quý vị lớn lắm Chắc chắn luôn Cho con cháu mà nghe đi nên những đức dạy các cháu là một con kiến cũng không được giết Một con mũi cũng không được đập Mình tùy tiện giết nó làm gì Nó muốn sống mình giết nó làm chi Thí dụ như con mũi nó bay lên nó cắn mình Mình không cho nó cắn thì mình đuổi nó đi để mình giết nó làm gì Nên trong gia đình của mình mà dán kiến gùi mũi Rồi mà mua thuốc gì xịt chết Hoặc là thuốc chuột đồ càng thuốc càng nhiều có khi mình giết đây là giết ông bà cha mẹ của mình đầu thai lại vào trong gia đình mình trong kinh Phật đã dạy rằng Tất cả con vật mà đến nhà mình đều là có duyên mới đến nhà mình Mà mình giết đi là đây là cái mà mình giết thăng bằng quyến thuộc mình đó Hoặc dạy tứ sanh phụ mẫu mà quý vị Hiểu đạo rồi phải suy nghĩ cho kỹ Phải học được nhân quả như vậy nè Chúng ta đã phải tránh những điều tạo nghiệp quý vị à Trong năm giới Phật nêu cái giới đầu tiên là cấm sát sanh vì chúng sanh đều thương thân mạng sát sanh là đỏ mạng chúng sanh thì không ai chịu bao giờ nhưng mình mà nghe đến cái chết là mình rung mình hết rồi à. vậy mà mình nở giết chúng sanh tùy tiện như vậy đâu có được có những người đập mũi cũng thành quen nữa đang ăn cơm vậy mũi bay ngang đập bóp bóp kiến vậy đó mình đi ngang đạp chơi vậy đó đạp làm gì nó nhỏ như vậy nó cũng muốn sống cái tâm mình mà thiện rồi con vật nó cũng không có hại mình đâu quý vị à thí dụ như giờ những con chuột này nó bò nó ăn lúa mình đi đó cũng là nhân quả có cái nhân quả gì đó nếu như mình giết nó đi thì nghiệp trả chưa xong mà tăng thêm nghiệp mình là người tu mình phải nghĩ như vậy chứ điều là phải quá giải nghiệp lực đi quý vị à vậy thì tốt lắm những câu chuyện này những nước đọc ra là quý vị thấy hay rồi đó thì một câu thứ bảy này nữa là bảy điều mà không nên sát sanh đó kinh doanh không nên sát sinh Người đời vì cơm ăn áo mặc Đã dăng lưới săn bắt Có kẻ làm nghề đồ tể Giết châu bò heo dê để sinh nhai Tôi thấy không làm nghề này Cũng có cơm ăn áo mặc Chưa có ai đói lạnh mà chết Kinh doanh bằng nghề sát sinh Thằng Minh trừng phạt Lấy nghiệp sát để làm giàu trăm người không có một Trong sâu nhân địa ngục Chịu ác báo đời sau Không nghề nào bằng nghề này Tội gì mà không tìm nghề khác Cái thói quen không biết là lỗi này Đã làm đau khổ chảy nước mắt không thôi vậy Địch thăng thấy kẻ đồ tệ Giết dê khi chết Miệng kêu tiếng dê Kẻ bán lương sắp chết Đầu chui rút như lương Hai người này đều là người hàng xóm Không phải truyền thiết Tôi khuyên mọi người Nếu không có kế gì sinh sống Thà ăn sinh tạo nghiệp Xác mà sống không bằng chịu đói mà chết Ôi có thể không ngăn chừa sao đây là lời của Đại sư Liên Trì dạy đó quý vị Là vị tổ thứ 8 của tịnh Độ Tông đó Ngài dạy đó Ngài nói chính mắt của Ngài thấy Người giết dê Chết làm sao Kêu như tiếng dê Kẻ giết lương gần chết làm sao Chui như con lương vậy đó Dẫn Đức cũng đã từng thấy lúc còn nhỏ Người này đập đầu bò Khi gần chết quý vị biết chết không được Cuối cùng đem cái đồ đập đầu bò của ông đến Và cái thao mà hứng máu bò đó đến Ngày xưa chưa có chích điện Bằng bây giờ ngày xưa là đập đầu con bò Là có một cái cây gì chắc lắm Đóng xuống dưới đất Xong mới xiết con bò vô cái cây đó Rồi bắt đầu đập đầu nó rồi mới đâm hỏng Vậy đó quý vị Khi ông gần chết là ông kêu tiếng bò gống Rồi xong đem những cái đồ dụng cụ đó đến Mới khứa vào cổ của ông Khứa giả thôi Vậy đó mà ông chịu bao nhiêu năm như vậy Rồi cuối cùng người ta chỉ làm vậy Rồi ông mới chết đây là quả báo hiện đời rõ ràng Nên cái tội sát sanh này đáng sợ lắm Mình á, là cái ngày mà kinh doanh Mà mình đi sát sanh để gọi là Đãi bạn bè quý vị biết có một câu chuyện Cái vị này kỹ sư Mà ông á, tạo ra một cái máy mà Giết heo quý vị biết rằng là Khi bỏ con heo vào là nó nó ra mỏi một bộ phận đều hết Vậy mà cái ngày khai trương cái máy này đó quý vị tự nhiên vừa bật cái máy lên chuẩn bị bỏ con heo vô tự nhiên cái sức hút của cái máy này không biết sao nó kéo từ ông vào trong đó và trong vòng thời gian tích tắc thôi thì tự nhiên bộ phận của ông từ bộ phận từ bộ phận ra hết những đức nó từng đọc cái vị nghe câu chuyện này rồi mà cái tâm ác đó nó quay lại với mình quý vị thấy không đây là gọi là quả báo hiện đời nên đó, kinh doanh cái gì thì kinh doanh đừng có làm những cái nghề sát sanh mà kiếm tiền tổ nó rằng là trăm người khó tìm được một người mà tồn tại những đức cũng thấy rồi Không có người nào mà làm nghề kinh doanh sát sanh mà tồn tại đâu quý vị à Đó nên tất cả những câu chuyện này đều găng nhắc chúng ta là Sát sanh không có được quả báo tốt Gia đình khó tìm ra được hạnh phúc quý vị à Những đức cũng đã từng đọc những câu chuyện cho quý vị nghe Người này câu cá rất là giỏi Cuối cùng thì ăn mà tự nhiên nuốt lửa câu Vào trong cuốn họng Chết tức tuổi Mổ ra thấy cái lửa câu thiệt to nó móc vào trong cái cái tim gan phèo phổi ông bên trong đáng sợ chưa rồi cái người này giết rùa ăn thịt mà ông cắt con rùa ăn từng khúc từng khúc từng khúc mà mười mấy ngày mới ăn xong một con rùa sau này thì người ông tự nhiên từng lóng tay lóng chân nó cứ đi ra từng khúc từng khúc nó ư cuối cùng cái chết rất là thê thảm bao nhiêu người nghề sát sanh không có tồn tại đâu quý vị à nên chúng ta là người nghe được đạo Nên ăn chay Và biết phóng sanh đi Mỗi ngày biết niệm Phật đó. Nên á, học cái quyển sách Mà giới sát phóng sanh này hay lắm nè Bữa nay là chúng ta học qua Xong 7 Bài học mà Đại sư Liên Trì Ngày nêu lên á. Mỗi một cái bài học là không nên sát sinh những đức đọc ra từng đoạn đoạn học ngắn ngắn thôi Trong vòng nửa tiếng đồng hồ chúng ta học xong rồi đấy quý vị Nên chúng ta nguyện hồng ăn tam bảo gia hộ cho những buổi học tập này mà nhiều người nghe chúng ta đều phát cái tâm thiện lên quý vị ơi mình không muốn đau đớn gì đâu thì đừng có đem cái sự đau đớn cho người khác mình muốn hạnh phúc gia đình mình bình yên thì đừng có làm cho gia đình chúng sanh tan nát Đấy không vậy thì mình mới có phước và gia đình mà mình mới được hạnh phúc quý vị nguyện hồng An tam bảo gia hội cho quý vị đều phát tâm thiện mọi người đều biết ăn chay niệm phật đây là cái cách để mà cứu cái quả địa cầu của mình càng ngày càng tốt Cho đất nước nhân sinh được bình yên Tránh được tai kiếp Và sống luôn luôn được bình yên hạnh phúc Biết ăn chay niệm Phật Và khi bỏ báo thân này chúng ta đều về thế giới cực lạc nghe quý vị Dạ ai di đạo Phật Hôm nay chúng ta học đến đây Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả để tự và chung sanh đồng sanh về tình đồ